Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Phan Computer. Và hiện tại thì mình đang có đây một chiếc card đồ họa đến từ InnovaD và nó có tên đó chính là iQ GeForce RTX 2080. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với quý vị và các bạn mở hộp trên tay cũng như đánh giá hiệu năng về chiếc card đồ họa này để xem thì nó có xứng đáng để các bạn nâng cấp từ chiếc card đồ họa RTX 1080 lên RTX 2080 hay là không, thì chúng ta cùng bắt đầu video ngay bây giờ. Ok, thì đầu tiên thì như các bạn có thể thấy thì mặt trước của cái hộp này chúng ta sẽ có chữ, đó chính là chữ iQ. Và bên trên góc này một chút thì chúng ta sẽ có chữ, đó chính là Innova3D. Về phần mặt sau thì chúng ta sẽ có thêm một số cái thông tin, đó chính là những cái công nghệ sẽ được trang bị trên chiếc card đồ họa này. Và một số cái dòng chữ như ở tiếng Trung, tiếng Hàn hay là tiếng Tây Ban Nha ở đây thì các bạn có thể tìm hiểu sau. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với phần mở hộp của chiếc card đồ họa này. Ở bên trong hộp này thì nó sẽ có thêm một cái hộp màu đen nữa. Và như các bạn có thể thấy ở đây, mình sẽ bỏ cái này qua một bên đây. Ở bên trong hộp của chúng ta thì chúng ta sẽ có, đó chính là một cái miếng nhựa để giữ cho cái linh kiện bên trong của cái hộp này thì nó sẽ không bị va đập trong quá trình mà chúng ta vận chuyển. Mình sẽ nhấc cái tấm này ra. Ở bên trong này thì đầu tiên thì các bạn có thể thấy đây, đó chính là một quyển sách hướng dẫn sử dụng cũng như là một cái đĩa để chúng ta có thể cài driver các thứ. Mình sẽ bỏ qua một bên. Và ngay bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái pad chuột cũng đến từ iQ. Và tí nữa mình sẽ mở lại cho các bạn xem. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai cái fan quạt. Và hai cái fan quạt này thì nó sẽ có, đó chính là 12 cánh và các bạn hoàn toàn có thể tháo ra để thay ba cái fan quạt đang có ở trên chiếc card đồ họa của chúng ta. Và đây sẽ chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc card đồ họa iQ GeForce RTX 2080. Và như các bạn có thể thấy ở đây, đầu tiên thì về phần thiết kế thì khi mà mình cầm chiếc card đồ họa này thì nó khá to cũng như nó khá dày hơn so với chiếc RTX 1080 trước đây của hãng làm khá là nhiều. Và cái điểm nổi bật nhất có thể kể đến đó chính là với một cái dải led RGB, nó sẽ được chạy xung quanh chiếc card đồ họa này. Khi mà các bạn cắm điện vào thì như thể là một cái dòng điện nó sẽ bao quanh chiếc card đồ họa này, nhìn trông khá là đẹp mắt. Về phần fan thì các bạn sẽ có hai sự lựa chọn, đó chính là 3 fan với mỗi fan 15 cánh hoặc là 2 fan với mỗi fan đó chính là 12 cánh. Các bạn hoàn toàn có thể tháo ra để các bạn có thể lắp vào như hãng đã tặng ở trong hộp chúng ta có rồi. Và các fan này thì theo như hãng nói đó chính là nó sẽ được làm trên công nghệ đến từ Nhật Bản. Vậy nên thì cái tuổi thọ của nó sẽ tăng gấp 3 lần so với những loại fan thông thường. Về phần tản nhiệt thì chúng ta sẽ có tới 6 cái ống đồng được làm liền mạch sát vào nhau. Nó sẽ tạo lên một cái bề mặt tiếp xúc lớn. Và chính vì lẽ đó thì cái GPU của chúng ta nó sẽ tỏa ra nhiệt được đều hơn, cũng như thì nó sẽ làm mát nhanh hơn so với những loại card GTX thế hệ cũ. Về phần cấu tạo thì nó sẽ được sản xuất trên kiến trúc Turing thay vì kiến trúc Pascal đang có trên những con card GTX 10 series thế hệ cũ. Và về phần bán dẫn thì nó cũng sẽ được làm nhỏ hơn, đó chính là 12 nanomet thay vì 16 nanomet đang có trên những con GTX thế hệ cũ. Về chuẩn RAM mà nó đang sử dụng, đó chính là chuẩn RAM GDDR6 với mức dung lượng RAM là 8GB. Về độ rộng bớt nhớ thì nó sẽ nhỏ hơn so với chiếc GeForce RTX 1080T và chiếc RTX 2080T. Và đối với băng thông thì nó sẽ có tốc độ, đó chính là 448 Gbps/s. Và để cấp điện cho chiếc VGA này thì nó yêu cầu một bộ nguồn có công suất tối thiểu, đó chính là 650W. Và về phần chân kết nối thì nó sẽ có hai chân, mỗi chân đó chính là 8 pin. Về phần hiệu năng thì nó sẽ nhìn hơn khoảng 10% so với chiếc GTX 1080 và nó sẽ xem so với chiếc 1080T về phần hiệu năng. Tuy nhiên thì nó sẽ được trang bị những cái công nghệ mà trên hai chiếc card đồ họa thế hệ cũ không có, đó chính là công nghệ Ray Tracing và công nghệ Deep Learning. Nó sẽ giúp tăng cường cái khung hình cũng như khử răng cưa và tái tạo lại các chi tiết, đặc biệt là ánh sáng trong game, giống như khi mà các bạn nhìn ở ngoài đời thật. Về lượng nhân CUDA, nó đạt được là 2944 nhân CUDA. Đối với lượng nhân Tensor thì nó đạt được là 368 nhân. Còn về nhân Ray Tracing thì nó sẽ ít hơn so với chiếc RTX 2080T là 12 nhân, thì nó sẽ đạt được đó chính là 46 nhân Ray Tracing. Về các cổng kết nối thì chúng ta sẽ có 3 cổng DisplayPort 1.4, một cổng HDMI và cuối cùng nữa thì chúng ta sẽ có thêm một cổng USB Type-C. Đối với cổng USB Type-C này thì nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc kết nối dễ dàng hơn đối với những loại kính thực tế ảo VR thế hệ mới. Nó đỡ mất cái công các bạn kết nối nhiều dây hơn so với những loại card như kiểu là GTX 10 series.
Ở bên cạnh trái của sản phẩm này thì có một điểm làm mình chưa được hài lòng cho lắm, đó chính là cái chữ GeForce RTX này. Thì mặc dù đây là một trong những sản phẩm tầm trung cũng như cận cao cấp của hãng, tuy nhiên thì cái chữ GeForce này thì nó sẽ chỉ được phun lên bởi một cái lớp sơn mà thôi. Cái cảm giác nếu như đây là một trong những cái bề mặt tiếp xúc giống như kiểu là bề mặt tiếp xúc của cái bàn phím thì sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ bị bong tróc và nó sẽ bị mờ dần đi. Ngay ở phần phía dưới của chữ GeForce RTX này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình bằng LED, thì nó sẽ hiện lên cái thông tin nhiệt độ của cái VGA này khi mà nó hoạt động thì nó sẽ là bao nhiêu. Và để tổng kết lại về con iChill GeForce RTX 2080 này thì theo cá nhân mình nhận thấy thì về phần hiệu năng thì nó nhanh hơn cũng như mạnh hơn so với con RTX 1080 khá là nhiều. Tuy nhiên thì các công nghệ hỗ trợ cũng như các tựa game hỗ trợ Ray Tracing hiện tại thì nó chưa được phổ biến, cũng như là các driver thì nó chưa được update một cách gọi là mượt mà nhất. Vậy nên thì nếu như bạn là một trong những người dùng cơ bản thì mình khuyên các bạn vẫn nên sử dụng chiếc card đồ họa, đó chính là GTX 1080. Còn nếu như các bạn muốn sử dụng những cái công nghệ tiên tiến mới nhất thì mình khuyên các bạn nên sử dụng chiếc GeForce GTX 2080 này, vì đây là một trong những sự lựa chọn không thể bỏ qua với những gì mà mình đã đưa đến cho quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn xem video này cảm thấy hữu ích thì đừng quên ấn like, share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để tiện theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại kênh YouTube Alphard Computer. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp.